Thị trưởng 65 tuổi ở Brazil kết hôn với thiếu nữ 16 tuổi. Mới đây, mạng xã hội Brazil bắt đầu xôn xao trước thông tin một người đàn ông 65 tuổi kết hôn với thiếu nữ 16 tuổi. Trước đó, ông này đã có 6 đời vợ và 16 người con riêng. Theo đó, ông Hussein De Haini, 65 tuổi, thị trưởng Araucaria, một đô thị ở bang Paraná của Brazil, đã kết hôn với thiếu nữ 16 tuổi Carol de Mago vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 vừa qua. Cuộc hôn nhân chênh lệch 49 tuổi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng. Ông Hussein là thị trưởng của thành phố Araucaria và đang trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông là người quyền cao chức trọng tại địa phương. Trước đây, ông Hussein từng có 6 đời vợ và 16 người con với các vợ trước. Ông Hussein quen biết với người vợ thứ 7 khi cả hai cũng tham dự một sự kiện từ thiện xã hội của thành phố. Cô Cao tuy mới 16 tuổi nhưng cũng khá nổi tiếng, được biết đến là một hoa khôi. Năm 2022, Cao từng tham gia một cuộc thi Hoa hậu Araucaria ở hạng mục tuổi teen, dành cho các cô gái từ 15 đến 17 tuổi và giành được giải Á Khôi. Cô đang theo học bậc trung học tại một ngôi trường quân dân sự ở thành phố Araucaria. Ngay sau khi tin tức về cuộc hôn nhân lệch tuổi của ông Hussein và cô Cao được lan truyền, rất nhiều bình luận trái chiều về cặp đôi này, chủ yếu liên quan đến sự chênh lệch tuổi tác quá lớn của họ. Ông Hussein hơn cô vợ thứ ba tới 49 tuổi, khi đứng cạnh nhau chẳng khác nào ôm cháu. Do đó, dư luận không khỏi nghi ngờ rằng cặp đôi này đến bên nhau vì lợi ích riêng chứ không phải tình yêu đôi lứa. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng cặp đôi khá hợp nhau vì trai tài gái sắc, chân dài đại gia. Chưa dừng lại ở đó, chuyện cưới xin của ông Hussein và cô Cao còn gây ra nhiều tranh cãi và nghi vấn liên quan đến lợi ích. Lý do là bởi chỉ một ngày sau đám cưới của cặp đôi, mẹ của cô Cao là bà Marilyn Roth đã được thăng chức làm giám đốc sở văn hóa của thành phố Araucaria. Trước đó, bà ấy từng giữ chức tổng thư ký của cơ quan này. Sau đó, em gái của bà Marilyn Roth là Elisangela Roth cũng trở thành ủy viên của hội đồng thành phố. Tuy nhiên, hội đồng thành phố Araucaria lại từ chối đưa ra bình luận về cuộc hôn nhân của ông Hussein và cô Cao với lý do đó là vấn đề cá nhân. Theo Bộ Luật Dân sự Brazil, độ tuổi kết hôn hợp pháp tại Brazil là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nam và nữ đủ 16 tuổi vẫn có thể kết hôn nhưng phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, cho đến khi họ đủ tuổi thành niên, từ 18 tuổi trở lên.